棒。Hi bye. Hi bye. Surprise nha. Wow, làm xong rồi. Mình làm xong lâu đài cát rồi. Ôi, mình đói bụng quá. Mình nên về nhà thôi. Con về rồi. Chơi vui không con? Dạ, con đã làm lâu đài cát và đường hầm nè. Wow, món yêu thích của mình là bánh cá. Phải ăn ngay thôi. Khoan, cá mập con, phải rửa tay trước khi ăn nào. Tay con đầy vi khuẩn đó. Nhưng con không muốn đâu. Con muốn ăn mà. Một cái thôi mà. Ngoan nào, mẹ đi với con nhé. Không, con không muốn rửa tay đâu. Cá mập con ơi, con đâu rồi? Mẹ vừa thấy con chạy vào đấy mà. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập con nè. Và tìm xem cái đuôi cá màu vàng là đuôi cá mập con. Có phải cá mập con không? Ồ, là kem đánh răng. Cá mập con có ở đây không ta? Ồ, thì ra là một cái máy sấy tóc. Cá mập con đi đâu mất rồi? Thấy con rồi, cá mập con. Con không muốn rửa tay đâu. Cá mập con à, nếu con không chịu rửa tay, vi khuẩn sẽ xâm nhập vào cơ thể và gây bệnh cho con đó. Hãy cùng nhau hát và đùa vui trong khi chúng ta cùng rửa tay nhé con. Cùng rửa tay, tu 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 tu. Cùng xà bông, tu 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 tu. Sạch và thơm, tu 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 tu. Hãy rửa tay. Wow! Vui quá mẹ ơi. Giờ tay của con sạch sẽ rồi nè. Thấy không? Tay sạch sẽ là mình cảm thấy dễ chịu. Ồ, cá mập con. Mẹ nghĩ con cũng nên rửa mặt đó. Rửa mặt sao? Không, con không muốn rửa mặt đâu. Ồ, cá mập con. Cá mập con ra đây một chút được không? Ủa, mình nghĩ cá mập con đang đâu đây thôi. Này bạn ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập con nè. Và tìm xem chiếc đuôi cá màu vàng là đuôi cá mập con. Bà sẽ tìm được con thôi. Con đấy rồi. Hả? Là một chú vịt vàng sao? Thấy con rồi, cá mập con à. Ba à, con không muốn rửa mặt đâu. Nhưng mà rửa mặt xong sẽ sảng khoái lắm đó. Để bà giúp con. Rửa mặt thôi, tu du du tu du. Cùng xà bông, tu du du tu du. Sạch và thơm, tu du du tu du. Hãy rửa mặt. Wow. Thấy sao nào cá mập con, sảng khoái đúng không? Dạ, mặt con đẹp hơn nhiều rồi nè. Sao con không đi tắm luôn cho sạch hơn nè? Cả người con toàn là vết bẩn kia kìa. Con không thích đi tắm chút nào. Ôi trời ơi. Ôi, con xin lỗi ông. Con không cố ý đâu. Cá mập con, cả người con toàn là bùn đất kìa. Con nhảy vào bồn như vậy giờ nước dơ hết rồi. Hãy mau đi tắm với xà bông cho sạch đi con. Con không thích đi tắm đâu. Cá mập con,
theo ông nào. Wow, đây là đâu? À, mình đang ở trong phòng tắm. Ô, bồn tắm bị mất của ông nè. Cá mập con, hãy chà rửa bằng xà bông nào. Còn đây tắm châu đâu đâu tôi đâu còn xà bông, châu đâu đâu tôi đâu sạch và thơm, châu đâu đâu tôi đâu đi tắm thôi. Uhu. Cá mập con, giờ con sạch sẽ rồi đó. Dạ, con thấy thật sảng khoái. Thật là vui. Ôi không, cá mập con, ông nghĩ con phải đi đánh răng thôi. Cùng bơi sang bên kia nào. Ba ơi, cá mập con tới rồi. Hả? Cá mập bà đâu mất rồi? Còn ông đi tìm cá mập bà nhé. Nè bà ơi, hãy giúp tôi đi nào. Tìm cá mập bà đâu rồi? Và hãy nhớ chiếc đuôi cá mập bà là đuôi màu cam. Tôi ở đây nè. Hả? Ở đâu? Con không thấy bà. Bà đây. Bà ơi, nãy giờ bà ở đâu? Bà, bộ trang phục gì đây? Tôi hóa trang thành bà tiên răng. Thấy sao nè? Cá mập con đã đánh răng chưa nào? Bà ơi, con thật sự phải đánh răng sao ạ? Tất nhiên, cá mập con, nhìn nè, ta dùng bạc chải nè, rồi đánh thật đều lên răng, để loại bỏ hết vi khuẩn nè, và rồi răng chúng ta sẽ khỏe đẹp hơn. Con đã hiểu chưa? Bây giờ chúng ta cùng nhau đánh răng nha. Cùng chải răng, tu 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 cùng bàn chải, tu 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 thật đều nha, tu 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 chải răng nào. Wow! Wow, cá mập con, răng con sáng bóng rồi kìa. Thật ạ, à. À, thật thoải mái. Cùng rửa tay, chư đu 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 đu, cùng xà bông, chư đu 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 đu, sạch và thơm, chư đu 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 đu, hãy rửa tay. Rửa mặt thôi, chư đu 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 đu, cùng xà bông, chư đu 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 đu, sạch và thơm, chư đu 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 đu, hãy rửa mặt. Cùng đi tắm, chư đu 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 đu, cùng xà bông, chư đu 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 đu, sạch và thơm, chư đu 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 đu, đi tắm thôi. Cùng chải răng, chư đu 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 đu, cùng bàn chải, chư đu 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 đu, thật đều nhé, chư đu 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 đu, chải răng nào. Wow, mình thật sạch và sáng bóng. Cá mập con, trông con sạch sẽ hơn rồi đó. Con có thể ăn bánh được rồi, giờ tay con sạch rồi mà. Yay, giờ con có thể ăn chiếc bánh thơm ngon này và sẽ đi đánh răng lại sao? Ôi bẩn quá, đi tắm thôi. Hay cùng tắm thôi nào, hay cùng tắm thôi nào. Ngâm nước, ngâm nước. Subscribe nhé. Hãy tìm Pinpon trên YouTube.